Dạ vâng rồi, em xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em. Vâng, trước mắt các bác đây thì em có một cái mẫu xe gầm cao. Con này thì nó là gầm cao, là một cái cỡ xe mà trung trung bác các bác, EcoSport. Đấy, một cái thương hiệu rất là được bán chạy của Ford. Vâng, một mẫu gầm cao rất là tiết kiệm xăng, EcoSport. Có nghĩa là rất là tiết kiệm xăng bác. Eco là một cái từ mà tiết kiệm, xanh sạch các bác. Đấy, thì con xe này nó tên là EcoSport, có nghĩa là một chiếc xe rất là tiết kiệm xăng các bác nhé. Đấy, thì xin thưa với các bác, con xe này nó là bản Titanium, nó là có bản là có cửa lóc các bác nhé. Đó, ở phiên bản này nó có còn một cái phiên bản nữa là không có cửa lóc các bác. Đấy, còn con này của em nó là có cửa lóc các bác như mình nhé. Đó, thì con xe này của em là sản xuất 2014 này, phiên bản số tự động này. Cũng sắp Tết rồi, em để cho các bác mọi nhà mình một cái giá mà yêu thương nhé, để các bác về đi Tết này. Đấy, em để cho các bác một cái giá tốt yêu nhất thị trường này, 390 triệu cho các bác nhà mình nhé. 390 triệu cho chiếc Ford EcoSport tuyệt đẹp này, một màu trắng rất chi là đẹp, và cái xe rất là cứng cáp luôn các bác. Vâng, thì con này nó là cái biển 15 này. Đấy, bác nào mà thích thì có thể công em công chứng ủy quyền cho, mà không thích thì có thể em rút hồ sơ, đơn giản thôi, phút mốt không có gì cả. Đấy, con này xe tổng thành xe thì thân vỏ còn khá là căng và đẹp, rất là tươi, căng mọng đẹp các bác nhé. Đấy, giá tiền vừa phải, rất là hợp lý thôi. Bác nào mà thích gầm cao thì con Ford EcoSport này thì nó là một cái lựa chọn mà cũng khá là hay này các bác này. Con này thì nó thì một súp, mẫu súp cỡ vừa các bác nhé, nó không to quá mà cũng không bé quá, nó là một cái mẫu xe cỡ vừa. Vâng rồi, thì em sẽ đi về phần chi tiết để cho các bác như mình nhé, nắm bắt thông tin nhé. Đó, thì đây các bác có thể thấy đây, cái phần đầu của em nó này. Cái xe này thì nhìn nó rất là khôn này, đầu rất là đẹp này các bác này. Đấy, đầu Ford Eco được thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Và đây thì cho các bác như mình xem nhé. Đây, từ cái đèn của nó đây, 2014 đây các bác này. Nhưng mà cái đèn của nó đây trong veo các bác nhé. Đấy, những chiếc xe của em thì là đều là những chiếc xe được tuyển chọn cũng rất là kỹ rồi, thì mới được em đưa lên trên kênh các bác nhà mình nhé. Đấy, thì các bác có thể thấy đây, cái phần đèn là cái phần mà có thể là nắm chiếc xe nó sẽ bị ố mờ hay vẩn đục. Đây, những cái đèn này của em đây, nó còn rất là đẹp các bác nhé, trong veo này. Đây, và cái đèn gầm phía dưới cũng vậy này. Các bác thấy nó đẹp chưa? Nhìn cái xe nó khôn các bác. Và từ cái mạ chrome này, lẹp chrome này, sáng bóng này, đẹp này. Đó. Còn cái này là nó về theo thời gian này các bác này. Không vấn đề gì cả. Đây, nhưng em quay cho các bác nhìn xem luôn nhé. Cái này đơn giản thôi, không có gì cả. Đấy, nó bị sức một tí thôi. Đây thì các bác có thể xem này, tất cả cái đường viền của nó này rất là đẹp này, không có gọi là ố mờ vẩn đục gì này. Đấy, vâng, cái đèn bên này cũng vậy đây các bác nhé, rất là đẹp. Đó, xe cũ thì các bác nên quan tâm đến những cái chất lượng của nó. Đó, đây đèn gầm này đẹp chưa các bác. Đó, xe cũ thì quan trọng nhất vẫn phải là những cái chất lượng các bác. Đấy, gặp người chủ cẩn thận, người chủ giữ gìn thì cái giá trị của các bác sử dụng còn lại thì nó mới nhiều các bác. Đấy, vâng, đây thì các bác có thể xem đây, cái củ phanh này nó còn rất là tươi này, vẫn còn ánh này các bác này. Đấy, và bên trong gầm sơ cua này các bác nhìn này, gầm sơ cua mọi cái từ cái nhựa đen này. Đây, xe em cũng vừa mới về nhé, em quay lên sóng luôn cho bác này. Nhựa đen đẹp này các bác này. Con này cho rửa dọn đi, đánh bóng đi thì nó sẽ là căng mọng thôi các bác. Đấy, và cái cốt của nó là nó có các bác nhé. Đấy, những chiếc xe mà tất cả các cái của nó đẹp rồi thì mình sẽ rửa ráy dọn dẹp đi thì nó sẽ đẹp các bác. Đấy, còn những cái chiếc xe mà cái vỏ, thân vỏ đã xấu rồi, nó đâm va hay đâm va nó xấu rồi thì dọn nó cũng không lên được các bác, thì nó sẽ bị móp méo, nó sẽ xấu. Đấy, còn con xe này thì thân vỏ rất là căng mọng,
Đấy. Vâng, thì đây em có thể cho các bác nhà mình xem bên trong này. Cái tôn sắt, tôn thép của nó đây. Các bác có thể nhìn này. Nó trắng bốp bộp này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, xe rất là đẹp đúng không ạ? Đây, cái tôn này. Các bác nhìn cái tôn này. Các bác thấy nó đẹp chưa? Đấy. Rất là đẹp đúng không ạ? Tôn rất là đẹp luôn. Đèn sau cũng vậy này. Trong veo luôn này các bác này. Trong veo luôn này. Xe rất là tươi đẹp. Từ tất cả những cái chữ ước này. Này. Xe vẫn còn nguyên bản này. Lúc em mua về nó trời mưa này. Này. Nó vẫn còn còn đọng nước mưa này. Cảm biến đầy đủ hết rồi. Tất cả nhựa đen rất đẹp. Từ cái lắp thùng đây của nó này còn đẹp này này các bác này. Từ cái chữ của nó này. Rất là đẹp này. Đó. Đèn rất là sáng luôn. Đây con này mở cốp này. Đấy. Mở cốp đây ra. Rất là rộng luôn. Đấy. Các bác này. Tất cả nhựa rất là đẹp luôn. Bên trong này. Từ cái thảm của nó đây, các bác có thể nhìn này. Đây, từ con ốc của nó này. Còn nguyên zin nó đẹp này đây các bác này. Đấy, cái thảm này. Các bác nhìn chưa? Đấy, bác nào biết về xe này, các bác đánh giá giúp em này. Đấy, thảm này. Trần này. Lét căng luôn. Đây, các bác này. Các bác nhìn cái thảm này đã sướng chưa? Cái thảm quá là đẹp luôn. Đây. Các bác nhìn này, úi sởi đồ đẹp này. Tôn của nó này, các bác thấy này, cái tôn này. Lép như soli luôn. Đồ đẹp này, vẫn còn nguyên này. Bên trong này, không có mối mục mọt, không có han gì gì luôn này các bác này. Đây, các bác nhìn. Từ cái đường keo chỉ này, lép căng luôn. Thế mới ra màn. Rồi. Cửa chắc lịch luôn. Ford thì nó là một cái thương hiệu của Mỹ mà các bác, mà các bác biết rồi. Những cái gì của Mỹ thì nó rất là chất, nó mang tính chất là dày dặn. Và thân vỏ thì con này thì rất là dày luôn. Xe đi đầm chắc, thích. Cánh cửa chắc lịch luôn. Cửa chắc lịch luôn. Mở ra như là một cái cổng ấy luôn. Vâng, đây thì các bác có thể. Tiếp theo này các bác này. Nhựa này các bác này. Lét căng luôn. Nào, các bác thấy chưa? Tiếp theo là các bác này. Được cái thảm táp lô này. Đẹp chưa các bác? Lét như soli luôn. Ghế của nó đây. Này các bác này. Ghế này, ghế zin này. Nó còn đẹp thế này này các bác này. Đấy. Ghế rất là căng đẹp luôn. Ghế này là rất là ít người ngồi này các bác này, nên ghế nó còn đẹp này các bác này, không bị rách này, không bị rách lát này các bác này, ghế vẫn còn nguyên này. Đấy, nguyên những cái đường chỉ này. Đấy. Đây các bác nhìn này. Đấy, những chiếc xe đẹp nó phải thế các bác. Đây, từ cái thảm dưới làn đây nó cũng đẹp này đấy các bác này. Nó đẹp thì những cái gì nó đẹp thì nó đẹp từ những cái chi tiết tiểu tiết các bác. Từ những cái mà cần gọi là phanh tay này nó cũng đẹp này các bác này. Bật điện này lên này. Đấy. Đây các bác có thể nhìn từ cái phím này của nó này. Nó led sắc led như này rồi các bác này. Đây vô lăng này. Vô lăng zin này. Khác gì mới đâu ạ, đúng không ạ? Đấy, vô lăng zin này các bác này. Bác nào về biết về xe thì chỉ cần nhìn những cái chi tiết mà em chia sẻ thôi. Đấy là sẽ biết được cái xe mà nó chất như thế nào. Đây, em cho các bác xem cái ghế lái đây. Cái ghế lái là cái mà hay chịu tác động của người ngồi nhiều nhất. Thì các bác có thể nhìn thấy đây. Cái ghế lái đây. Nó không khác gì một chiếc ghế mới đâu các bác. Nhưng mà ghế thương, thông báo các bác, ghế của em là ghế zin như các bác nhé. Đây. Ghế zin đây, nó còn đẹp này đây các bác này. Đấy. Là ít người, là chủ rất là ít khi đi các bác ạ.
Đấy, nên mới có cái ghế và cái vô lăng. Đấy, nó đẹp như thế này các bác nhé. Còn đi nhiều thì ghế nó bẹp rúm, nó rách lát hết rồi. Mà ghế nó bạc cơ, nó rách lát cơ các bạn. Chứ nó không còn căng và đẹp như này đâu. Chiếc xe của em ghế rất căng và đẹp. Cửa chắc lịch luôn. Ford mà các bác đi rồi mà. Ford thì các bác nhà mình cũng đi rất là nhiều. Nhất là EcoSport. Mẫu xe này rất là trộm luôn. Này các bác này, con này đã còn có cổng sạc ở đây nữa này. Thực sự cái ghế này rất là đẹp luôn. Ghế này đẹp quá cơ. Ghế con này thì đúng là chấm hết luôn, không có gì phải chê rồi. Ghế rất là đẹp luôn. Đây. Các bác này. Tất cả cửa ấy đều đẹp các bác nhé. Bốn cánh như nhau luôn. Đẹp đều như nhau luôn. Đây cái ghế này. Hàng ghế sau hình như là không có người ngồi các bác. Đây các bác nhìn này. Các bác chỉ cần nhìn như này thôi đã biết này. Đấy. Các bác nhé, chỉ này. Nó lét căng như này mà các bác. Và từ cái vân đó này, cái vân này. Vân như những cái vân của da mới, những cái da cũ thì nó sẽ bị mà nó sẽ bị mòn. Đấy chứ nó không còn được cái vân nó tươi như này các bác nhé. Đây những cái chiếc xe này của em. Ghế này, các bác nhìn này. Ghế nó rất là căng. Má nào ra má đấy, đường chỉ nào ra đường chỉ đấy. Và xin thưa với các bác, nó là ghế zin các bác nhé. Đấy, chứ còn bọc lại thì không tính tiền. Nhưng mà nó là ghế zin. Ghế zin mà nó đẹp như thế này thì là bác nào mới biết về xe thôi sẽ đánh giá được cái xe nó làm ở tầm nào. Đấy. Tại vì tổng thành xe thì nó sẽ liên quan logic đến nhau các bác nhé. Đấy. Nếu mà cái xe mà ghế nó xấu thì là chứng tỏ là xe chạy rất là nhiều thì vô lăng nó sẽ mòn. Đấy, vô lăng những cái chiếc xe chạy nhiều thì không thể làm mà đẹp được các bác. Đấy, chỉ những chiếc xe mà chạy ít, chủ giữ gìn thì nó mới còn đẹp được thôi các bác nhé. Đấy. Thì đây các bác có thể nhìn thấy này, các bác thấy chưa, xe nó rất là tươi. Đấy. Xe rất là tươi luôn. Đây từ cái má ghế này các bác này, các bác có thể quan sát này. Đây ghế zin này rất là đẹp luôn này. Đây em quay kỹ cho các bác xem nhé. Đây này các bác này. Đấy. Duy nhất ở đây là có mỗi cái gọi là sần sần thôi này, còn không có một cái gì cả các bác nhé. Ghế rất là đẹp luôn. Đây ghế này càng đét luôn, đẹp luôn. Vô lăng này nét như soli luôn. Quá là đã luôn. Để lỗ start top. Nói chung con này thì chạy nó rất là tiết kiệm xăng và đi thì đẩm chắc các bác. Cho các bác nhìn mình xem cái máy nhá. Rồi, đâu ạ? Rồi, ok. Tiếp theo thì sẽ cho các bác nhà mình xem cái máy con này nhá. Đây thì đây các bác này, các bác có thể nhìn này, trước tiên này xem cái phần chân ốc này các bác này. Đây cái chân máy này của các bác này, các bác nhìn cái chân máy này, xe của em chân máy rất là đẹp này. Đây chân máy còn chưa bị ra các bác nhé. Đấy, đời 2014 này đa số là phải ra cái chân máy, nhưng đây chiếc xe của em chân máy vẫn còn nguyên zin luôn này. Đây này, các bác cứ nhìn này, từ con ốc này này, em sẽ zoom kỹ này. Đó, các bác thấy chưa? Vuông thành sát cạnh, không có tác động của cờ lê hay ngoại lực các bác nhé. Đấy, ốc rất là đẹp, ốc dưới cũng vậy này. Đó, các bác nhé. Đấy thì là cái xe của mình thì có thể là yên tâm luôn. Đây, các bác có thể nhìn tiếp cái con ốc này này. Đây, đây từ cái con ốc này vẫn còn nguyên này. Đấy, ốc này cũng còn nguyên này. Đấy, các bác nhé. Thì các bác cứ yên tâm là xe còn chưa động chạm một con ốc đến máy luôn. Đây các bác này, ốc này còn nguyên nhá, đúng không ạ? Đấy, ốc trong kia cũng vậy này. Đây cho các bác nhà mình xem này. Đây từ con ốc trong kia kìa. Đó. Đấy, các bác thấy chưa, chưa có tác động của cờ lê hay ngoại lực các bác nhà mình nhá. Đấy thì các bác có thể hoàn toàn yên tâm luôn. Đây. Đấy. Xe rất là tươi đẹp luôn. Đây từ cái tem cái mác đây, nó vẫn còn mới như này này các bác này. Đấy, xe rất là tươi đẹp. Đây từ cái đai này, những cái vạch sơn này các bác này. Đấy, đây từ cái tem này. Đấy,
nó vẫn mới này. Đó, đây. Cái tôn sắt thép của nó đây, nó đẹp này các bác này. Đường nào ra đường đấy luôn các bác nhá. Đây. Bên này này. Đó, các bác thấy chưa? Từ cái tem kia nữa kìa. Đây đèn này, tem vẫn còn nguyên này. Đó. Đây nữa này. Đèn zin này, tem vẫn còn nguyên này. Đấy. Tất cả đai yếc đẹp này, ống yếc này. Đó. Vâng. Rồi ok. Thì bác là rồi. Ok. Rồi bác nào mà cảm thấy chiếc Ford EcoSport này mà phù hợp với mình thì hãy alo cho em 0833 11999 để được em cho các bác cái giá yêu thương nhé các bác nhé. Đấy. Con này em bán rất chi là hợp lý các bác nhé. Đấy. Con này em bán có 390 triệu cho các bác nhà mình đi Tết thôi. Đấy. Bác nào để dành tặng cho các bác nhà mình thì những chiếc xe mà chuẩn bị gần Tết thì em cũng luôn có những cái mức giá yêu thương cho các bác nhà mình để các bác nhà mình đi Tết các bác nhé. Đấy, thì bác nào mà yêu thích thì cứ alo cho em các bác nhé. Vâng, xin chào tạm biệt các bác nhà mình. Hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bác nhà mình nhá.